Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ cập nhật thông tin về cái đồng Rinet nha các bạn. Thì lúc trước cái đồng Rinet mà chúng ta khai thác trên sàn đó là sàn Remetano á, thì nó trả về cái đó là sàn Remetano cho chúng ta nha. Thì mỗi thứ bảy hàng tuần thì nó sẽ trả cái mà phần Rinet khó của chúng ta đó về sàn Remetano nha. Nhưng mà hiện tại là nó đã có những cái sự thay đổi nha các bạn. Thì cụ thể cái sự thay đổi như sau. Đó là bắt đầu từ ngày 2 tháng 12 năm 2023 thì việc mở khó token Rinet hàng tuần của bạn sẽ không còn được ghi có vào ví Remetano của bạn như trước đây nữa. Thay vào đó thì Rinet sẽ tự động được gửi vào địa chỉ ví của bạn chọn trên Rinet Blockchain. Chúng tôi tin rằng thay đổi này sẽ mang lại khả năng kiểm soát cũng như là bảo mật linh hoạt hơn đối với khoản Rinet của bạn. Rồi thì cái thông tin này mình sẽ tóm gọn như sau nha các bạn. Thì các bạn cần phải có cái ví đó là cái ví Karat Demon nha. Thì cái ví này lúc trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi đó các bạn. Thế nào, thời gian chuyển tiếp là các bạn có 2 tháng để mà chuyển tiếp cũng như là xác minh cái địa chỉ ví nha. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Thì nó sẽ bắt đầu từ ngày 2 tháng 12 năm 2023 nha các bạn. Rồi và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Rồi thì đầu tiên các bạn phải có cái ví đó là Karat Demon nè. Cái ví này thì hôm trước nó đã cho một cái chương trình, đó là chương trình khởi chạy testnet nha. Thì chúng ta lên đây chúng ta chuyển nhận, chúng ta vay và chúng ta cho vay để mà nhận cái mà kiểu sau này nó lên mạng mainnet thì chúng ta sẽ nhận nha. Nhưng mà cái video đó mình sẽ để bên dưới phần bình luận nha. Bạn nào chưa làm thì các bạn có thể làm lại nha. Còn bạn nào mà chưa có cái ví Karat Demon nè thì các bạn phải tải lên sát mà lại các bạn tải cái ví Karat Demon wallet này về nha các bạn. Rồi sau khi mà các bạn tải xong á, thì các bạn tiến hành là mở cái ví Karat Demon này lên nha các bạn. Ở đây thì mình đã tải nó rồi và mình đã tạo tài khoản rồi nha các bạn. Còn bạn nào chưa tải và chưa tạo á, thì các bạn tải về các bạn tạo tài khoản nha. Và khi mà các bạn tạo tài khoản á, thì nó có cụm từ mật khẩu 24 ký tự các bạn. Các bạn copy các bạn lưu trữ vào một nơi an toàn nha. Nói chung tạo cái ví này cũng dễ thôi các bạn. Rồi sau khi mà các bạn vào cái ví đó là cái ví Demon Wallet á, thì các bạn bấm vào dấu ba gạch nha. Rồi tiếp theo đó là các bạn thay đổi mạng lưới nè, các bạn chuyển cho mình sang cái mạng đó là mạng mainnet nha, còn mạng dưới là mạng testnet là không nối nha các bạn. Đây các bạn chọn cho mình mạng mainnet nè. Rồi sau khi mà các bạn chọn mạng mainnet á thì ở đây nè, cái trang cá nhân nè, nó kêu là xác thực địa chỉ ví này thì các bạn bấm vào xác thực địa chỉ nha. Thì ở đây á là các bạn cần hoàn thành đó là KYC ở mức 1 và mức 2 cái sàn Remetano nha. Nếu như bạn nào mà chưa có KYC cái sàn Remetano cấp 1 và cấp 2 á, thì các bạn phải KYC cấp 1 và cấp 2 để liên kết nha các bạn. Cho nên các bạn phải đăng ký cái sàn Remetano trước nha. Bạn nào mà chưa có tài khoản á, thì mình sẽ để cái đường link bên dưới phần bình luận của sàn Remetano để mà các bạn đăng ký nha. Các bạn có tài khoản sàn Remetano KYC cấp 1, KYC cấp 2 thì các bạn mới liên kết được nha các bạn. Rồi sau khi mà các bạn có tài khoản sàn Remetano KYC rồi á, cấp 1, cấp 2 rồi á, thì các bạn tiến hành KYC liên kết nha. Ở đây nó kêu là tiến hành KYC nè, thì các bạn bấm vào nha. Rồi thì nó sẽ chuyển các bạn sang đó là sàn Remetano để liên kết nha các bạn. Thì các bạn chờ một chút nha. Rồi nó kêu là chia sẻ kết quả KYC với Rinet nè các bạn nè. Thì chúng ta nói chung chúng ta bấm tôi hiểu và chấp nhận chia sẻ nha. Rồi nó kêu là kết quả xác minh số điện thoại của bạn đã được gửi nè. Rồi nó kêu là chia sẻ kết quả, đó là chia sẻ địa chỉ email, số điện thoại, giấy tờ nè. Nói chung cái này là các bạn cứ bấm chấp nhận ở đây. Rồi hiện tại thì chúng ta KYC liên kết cấp 1 á, là nó ok nha các bạn. Còn liên kết cấp 2 KYC thì nó lại bị lỗi nha các bạn. Rồi thì hiện tại nó đang có cái lỗi nha các bạn, nhưng mà cái này chúng ta không cần phải liên kết ngay ở thời điểm hiện tại đâu. Tại vì cái mà nó cho chúng ta liên kết tới 2 tháng các bạn, ngày tháng 12 nó mới bắt đầu tiến hành nha. Hiện tại thì nó đang có kiểu là cái ví này nó mới ra mắt đó, cho nên nó có nhiều lỗi nha. Nhưng mà các bạn không cần quan tâm, khoảng vài ba ngày sau các bạn làm cũng được, tại vì nó cho chúng ta thời gian 2 tháng nha. Cái nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là các bạn làm quen với cái ví này nè. Đây cái ví đây nè. Các bạn thấy không, mình xác thực địa chỉ ví á, mình chỉ KYC level 1 nè, còn level 2 thì nó chưa nha. Để mà khi nào mà nó KYC level 2 xong á, thì nó nó không còn lỗi nữa, thì mình sẽ thông báo đến các bạn nha. Còn hiện tại thì nó mới cho chức năng liên kết KYC, liên kết sàn Remetano giống như cái sàn CoinSafe đó các bạn. Nhưng mà hiện tại nó đang bị lỗi nha, mình chỉ KYC được level 1 thôi nha các bạn. Rồi các bạn có một cái lưu ý khi mà các bạn tạo ví nha, khi mà các bạn tạo ví rồi thì các bạn phải lưu cụm mật khẩu lại nha các bạn. Nếu mà các bạn không biết cụm mật khẩu của các bạn ở đâu mà các bạn mà quên lưu á, rồi thì ở giao diện đăng nhập như thế này thì các bạn bấm cho mình vào dấu menu ba gạch nè. Rồi tiếp theo đó là các bạn bấm vào cái bảo mật và quyền riêng tư nè.
Rồi ở đây á, nó có cái mà cài đặt tài khoản nè, thì các bạn bấm vào nha. Ở đây nó có là số khóa cá nhân với lại là hiển thị cụm từ khóa bí mật nè, thì các bạn bấm vào hiển thị cụm từ khóa bí mật nè. Thì ở đây á, các bạn có thể sao chép là sao chép cái mà cái ô sao chép nè, sao chép để mà các bạn lưu lại cụm từ khóa bí mật này nha, các bạn không được để mất nó nha các bạn. Để sau này mà chúng ta có đổi điện thoại á, thì chúng ta sẽ dùng cái từ khóa bí mật 24 ký tự đó để mà chúng ta đăng nhập nha. Còn cái bên trên nè, cái này là số khóa cá nhân nha các bạn. Nói chung các bạn số khóa cá nhân và hiển thị cụm từ khôi phục bí mật á, các bạn copy hai cái từ này luôn để mà các bạn lưu vào một nơi an toàn nha. Rồi á, cái sau này cái chức năng mà cho nó cho chủ yếu nó cho chúng ta mà đưa lên cái ví này á để mà chúng ta có thể gửi status nha các bạn. Đây nè, thì ở giao diện đăng nhập như thế này á, sau khi mà cái thằng Rinet á, nếu mà tháng 12 á nó trả cái đồng mà Rinet về cho chúng ta trên cái ví này nè. Đây nè, các bạn có thể thấy cái chữ Rinet coin nè, thì các bạn bấm vào. Thì ở đây á nó có cái chữ là bắt đầu kiếm thêm Rinet, tức là chúng ta gửi status để mà chúng ta nhận thêm nha các bạn. Thì các bạn bấm vào đây nè, thì nó sẽ hiện ra những cái máy để mà chúng ta gửi status ở đây nè, những cái pool nó hiểu đơn giản là như vậy nha các bạn. Thì ở đây nó có phần trăm này, thì chúng ta có thể gửi status vào đây để mà chúng ta có thể nhận lại cái đồng status nha. Thì ở đây nó có cái phần trăm nhận lại nè, thì các bạn có thể gửi vào đây nha, và khi nào nó trả về chúng ta mới có thể gửi nha. Còn chúng ta hiện tại là chúng ta còn liên kết nha các bạn, thì chúng ta có 2 tháng để mà liên kết KYC từ cái sàn Remitano qua để mà nó chuyển, nó xác nhận cái địa chỉ ví của chúng ta để mà nó chuyển. Mỗi khi nó trả Rinet về thì nó không trả trên sàn Remitano nữa mà nó trả về đây nha các bạn. Thì lúc trước cứ mà thứ bảy hàng tuần thì nó sẽ trả về sàn Remitano nha, nhưng mà bắt đầu từ tháng 12 là nó sẽ trả qua cái ví này nha các bạn, cho nên chúng ta cần phải cài đặt cái ví này và lưu trữ cụm mật khẩu cẩn thận nha các bạn. Rồi và hiện tại chúng ta là nó KC liên kết nó bị lỗi ở cái bước KC level 2 nha. Mình chỉ KC được level 1 thôi nha các bạn. Đây nè, mình cho các bạn xem lại nha. Xác thực địa chỉ ví này chỉ KC level 1 thôi. Còn KC level 2 thì nó đang bị lỗi nha. Khi nào mà nó hết lỗi mình sẽ thông báo đến các bạn nha. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, mình có tới 2 tháng để mà liên kết nha. Cho nên hiện tại nó bị lỗi thì vài bữa nữa nó sẽ khắc phục thôi các bạn. Cho nên không bao giờ phải vội vàng nha. Rồi video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc, và các bạn có thể nhấn nút đăng ký vào quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.